Cô xin chào các em học sinh trường Chu Văn An thân mến. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu chủ đề 1 các phép đo. Với bài đầu tiên là bài số 4 đo chiều dài. Bài này chúng ta sẽ học trong 2 tiết. Chúng ta tìm hiểu một la mã, đơn vị và dụng cụ đo chiều dài. Bây giờ cô có hai đoạn thẳng AB và CD. Các em hãy ước lượng dùng cô chiều dài của đoạn AB và CD. Vậy muốn ước lượng được chiều dài của đoạn thẳng AB và CD thì các em phải làm gì? Chúng ta phải dùng thước để đo, đúng không nào các em? Chúng ta sẽ tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài. Hiện nay, đơn vị đo chiều dài ở nước ta được dùng đơn vị nào các em? À, hiện nay đơn vị đo chiều dài chính thức ở nước ta được là mét và được ký hiệu là chữ M. Ngoài đơn vị đo chiều dài chính thức ở nước ta là mét, thì chúng ta còn có sử dụng những đơn vị sau: mm, cm, dm, km. Thì các đơn vị này là các ước số và bội số thập phân của đơn vị mét thường gặp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về mm. Mm được ký hiệu là hai chữ M. 1 mét bằng 1.000 mm. Vậy 1 mm sẽ bằng bao nhiêu mét? Các em thử làm xem cho cô. 1 mm sẽ bằng 1 phần nghìn mét và bằng 0,001 mét. Đơn vị thứ hai là cm, được ký hiệu là chữ C và chữ M. 1 mét bằng 100 cm. Vậy 1 cm bằng bao nhiêu mét? 1 cm sẽ bằng 1% mét và bằng 0,0101 mét. Đơn vị thứ ba là dm, ký hiệu là chữ D và chữ M. 1 mét bằng 10 dm. Vậy 1 dm bằng bao nhiêu mét? 1 dm sẽ bằng 1 phần 10 mét và bằng 0,1 mét. Đơn vị thứ tư đó chính là km. Chúng ta viết tắt là ký hiệu là km. Và chúng ta biết là 1 km bằng một bao nhiêu mét các em? 1 km sẽ bằng 1.000 mét. Ngoài các đơn vị nhỏ hơn mét là dm, cm, mm, thì chúng ta còn có những đơn vị lớn hơn mét. Đó là những cái đơn vị gì? Chúng ta cùng quan sát nha các em. Đó chính là km nè, hectomet, decamet. Và km được viết tắt là chữ K và chữ M, M. Hectomet được ký hiệu là chữ H và chữ M, M. Decamet ký hiệu là chữ D, chữ A và chữ M, M. Lưu ý, cái đơn vị này các em hay nhầm lẫn với decimet. Decimet được ký hiệu là chữ D và chữ M, M. Còn cái đây đề ca mét là có thêm chữ A vô chính giữa nha. Và nó là đơn vị lớn hơn mét. Còn đề xi mét là đơn vị nhỏ hơn mét. Các em đừng nhầm lẫn giữa hai đơn vị này khi làm toán để tính toán cho chính xác. Mét ký hiệu là M. Đề xi mét ký hiệu là D, M. cm là ký hiệu C và M. mm ký hiệu là hai chữ M. Và bây giờ cô trò mình cùng nhau tìm cách đổi đơn vị. 1 km sẽ bằng bao nhiêu hectomet?
bằng 10 hectomet và bằng bao nhiêu mét? 1.000 mét. 1 hectomet sẽ bằng bao nhiêu decamet? 10 decamet. Và bằng bao nhiêu mét? 100 mét. 1 decamet sẽ bằng bao nhiêu mét? 10 mét. Một mét sẽ bằng bao nhiêu decimet? 10 decimet. Và bằng bao nhiêu milimet? 1.000 milimet. Một decimet sẽ bằng bao nhiêu centimet nào? 10 centimet. Bằng bao nhiêu milimet? 100 milimet. Và một centimet sẽ bằng bao nhiêu milimet? Bằng 10 milimet. Rồi, các em ghi nhớ cái bảng này vô cho cô luôn nha. Để sau này chúng ta tính toán đổi đơn vị cho chính xác. Các em đã ghi bài xong chưa? Trong thực tế chúng ta còn có một số đơn vị đo chiều dài khác nhau như hải lý, in, dặm, foot và da. Thì đơn vị hải lý thường dùng trong hàng hải. In, dặm, foot, da được dùng trong hệ thống đo lường của Anh và Mỹ. Ngoài ra một số tế bào hay là virus, vi khuẩn có kích thước rất là bé, mắt thường chúng ta không thấy được. Chúng ta không thể nào dùng đơn vị là milimet hay là centimet, mét để đo, mà chúng ta phải có đơn vị của nó là micromet hoặc là nanomet. Bây giờ tivi nhà cô là 32 inch. Các em thử đổi giùm cô xem là nó khoảng bao nhiêu mét. À, chúng ta sẽ nhân đúng không các em? 32 nhân cho 2,54 cm, đáp số của mình sẽ là 81,28 cm, gần bằng 0,8128 m. Mình làm tròn là 0,81 m. Ngoài ra chúng ta còn có một số đơn vị đo chiều dài khác như là tấc nè, phân nè, ly nè. Thì một thước sẽ bằng 1 m nè, một tấc sẽ bằng 1 decimet, một phân sẽ bằng 1 cm và một ly bằng 1 mm. Bây giờ cô có đôi giày, người ta nói là giày cao 7 phân. Vậy nó sẽ cao bao nhiêu cm các em? 7 cm nè. Chúng ta đã tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài rồi. Bây giờ cô cho mình tiếp tục tìm hiểu về dụng cụ đo chiều dài. Em hãy kể tên một số loại thước đo chiều dài mà em biết nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số loại thước thường hay dùng nè các em. Đầu tiên, thước này các bạn có thấy quen không? À, đó chính là thước dây. Thì thước dây này thời thợ may thường hay sử dụng. Khi đến may đồ thì cô thợ may sẽ dùng cái thước dây này đo các em. Và người ta sẽ ghi chép vô cái số đo của mình. Và cái dụng cụ đo thứ hai đó chính là thước cuộn. Thì thước cuộn này thường hay dùng để trong xây dựng. Giả sử như bây giờ cô muốn đo cái chiều dài của nhà cô, thì cô không thể nào cô lấy thước dây cô đo hay là cô lấy thước kẻ của các em đo, mà cô sẽ dùng thước cuộn đo cho nhanh và chính xác. Và cái thước này quá quen thuộc với các em, đó chính là thước kẻ của mình. Thì thước kẻ này các em dùng để đo chiều dài đúng không? Ở đầu bài chúng ta đã đo chiều dài của hai đoạn thẳng AB và CD nhớ chưa? Và cái thước thứ tư đó là cái thước kẹp. Thì cái thước kẹp này dùng để đo những cái vật nào mà nó có
kích thước quá khó như là hình tròn, hình trụ, hình vuông. Thì để nhất là những cái chi tiết máy móc thì hay là quả banh, các em mà dùng thước dây, thước kẻ hay là thước cuộn thì chúng ta đo khó chính xác lắm. Vì thứ nhất là kích thước và hình dạng của nó khó, cho nên người ta phải dùng đến cái thước kẹp. Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy? Thì đo mỗi dụng cụ sẽ khác nhau, chiều dài của mọi dụng cụ khác nhau để được cho thuận tiện. Ví dụ như là các em không thể nào mà muốn đo quyển sách của mình thì các em sẽ dùng cái thước kẻ đo cho chính xác. Nhưng mà muốn đo cái chiều dài của ngôi nhà hay là chiều rộng của sân trường thì chúng ta không thể nào dùng thước kẻ để đo. Cho nên người ta sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy nhằm phục vụ cho việc đo đồ vật khác nhau, kích thước khác nhau. Và dụng cụ đo chiều dài của chúng ta chính là thước. Để đo chiều dài của một vật, người ta có thể dùng thước. Trên một số loại thước thông thường có ghi giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Như vậy, giới hạn đo của thước là chiều dài lớn nhất được ghi trên thước, và độ chia nhỏ nhất của thước là chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. Các em ghi bài cho cô phần này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vô tìm hiểu độ giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ sau đây. Các em hãy cho cô biết giới hạn đo của thước này là bao nhiêu. À, giới hạn đo của nó là 10 cm. Và độ chia nhỏ nhất của nó là bao nhiêu các em? 1 mm. Rồi, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cây thước thứ hai. Rồi các em hãy tìm cho cô giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cây thước trên. Giới hạn đo của nó là 20 cm và độ chia nhỏ nhất chính là 1 mm. Chúng ta đã tìm hiểu về dụng cụ đo rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành đo chiều dài nha các em. Bây giờ cô có hai cái bàn học với hai hình A và B, và trên mỗi hình người ta đều có cách đo. Như vậy theo các em, trường hợp nào sẽ đo nhanh và chính xác nhất? Các em sẽ lựa chọn hình A hay hình B? À, chúng ta sẽ lựa chọn hình A. Vì sao các em lựa chọn hình A? Vì thứ nhất là bạn đo một lần đúng không các em? Còn ở hình B mà chúng ta đo, chúng ta dùng cây thước kẻ đo thì chúng ta phải dùng đo nhiều lần, và mỗi lần chúng ta sơ dịch thước thì nó lại có chính xác không các em? Không chính xác, cho nên chúng ta lựa chọn đáp án là hình A. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đo chiều dài của cây bút chì. Đây, cô có 3 cái thao tác để đo cái chiều dài cây bút chì ha. Các em quan sát kỹ giùm cô hình A. Cô đặt cây bút chì ở ngay vạch số 0 trên cây thước, nhưng mà cô không có đặt vuông góc. Cô đặt một cái góc nghiêng gần 45 độ nha. Rồi hình B thì cô đặt vuông góc với cây thước, nhưng cây bút chì nó lại không đặt ở cây số 0 mà đặt ở ngay vị trí là gần số 1. Và hình C, cây bút chì cô đặt vuông góc với cây thước và bắt đầu từ cây số 0. Như vậy theo em, các em sẽ lựa chọn đáp án là câu gì? À, chúng ta sẽ chọn đáp án là câu C. Thì sao các em chọn đáp án là câu C mà không phải là câu A và câu B? Chúng ta cùng nhau phân tích nha các em. Ở câu A, cô không chọn đáp án. Vì sao? Vì thứ nhất, cây bút chì có đặt vuông góc với cây thước không các em? À, cây bút chì không đặt vuông góc với cây thước, cho nên khi mình đo thì kết quả nó sẽ không chính xác. Ở hình B, cây bút chì cũng đặt vuông góc với cây thước nhưng mà không xuất phát từ vạch số 0. Ở cái thao tác này, cô cũng có thể đo được cây bút chì
Nhưng khi các em đo xong rồi, các em phải làm thêm một cái động tác nữa, đó là động tác gì các em? Trừ ra cái chiều dài của đoạn từ 0 cho đến cái chỗ đặt cây bút chì. Nhiều khi các em tính toán lại bị sai nữa. Cho nên cô đáp án của cô là câu C. Vì thứ nhất là cây bút chì cô đặt từ vạch xuất phát là 0 và vuông góc với cây thước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái thao tác là cách đặt mắt khi đo chiều dài. Cô có 3 hình ABC và chúng ta thấy là ba cái hướng mắt cô để đo nha các em. Hình A là cô đặt mắt từ trái sang nhìn qua, và hình B là cô đặt mắt từ phải nhìn sang cây bút chì, và hình C là cô đặt mắt vuông góc với cây bút chì. Như vậy ở đáp án này các em sẽ chọn đáp án nào? Cô sẽ chọn đáp án C. Thì sao? Thì thứ nhất là chúng ta đặt cây bút chì nè ha, vuông góc với cây thước, và mắt của chúng ta cũng vuông góc với cây bút chì, với cây thước, cho nên kết quả này sẽ chính xác. Còn ở hình B, các em đặt mắt từ phải nhìn sang trái, cho nên khi mình ghi kết quả thì có chính xác không các em? Nó sẽ không chính xác. Và ở hình A cũng vậy luôn, các con đặt mắt nhìn từ trái sang bên phải của cây bút chì thì các con thấy là kết quả ghi của cây bút chì có chính xác không? Cũng không chính xác. Cho nên các em nhớ là khi mình đọc một kết quả đo của vật thì chúng ta nhớ là đặt mắt vuông góc với thước sẽ đọc được giá trị chiều dài của cái vật cần đo. Các em lưu ý điều này cho cô. Sau khi chúng ta đã biết cách đặt thước khi đo chiều dài và cách đặt mắt khi đo chiều dài thì chúng ta sẽ đọc kết quả đo chiều dài của cây bút chì này nha các em. Ở hình A, các em lưu ý là mắt chúng ta đặt từ trái nhìn sang, hình B là từ phải nhìn sang, và hình C là chúng ta đặt mắt vuông góc với cây thước. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả đo lần lượt là 7 cm ở hình A, hình C là B là 6,6 và hình C là 7,6. Như vậy đọc kết quả đúng của mình sẽ là mấy các em? Hình C 7,6 cm. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đo chiều dài nha các em. Chúng ta sẽ đo chiều dài bằng thước nè. Và vật cần đo của mình là cái bàn học. Chiều dài của quyển sách khoa học tự nhiên 6. Thì một số bạn hiện nay chưa mua được quyển sách khoa học tự nhiên 6. Các em có thể thay thế bằng quyển tập của mình đang ngồi học. Và các em hoàn thành cho cô bản bài tập 4.2. Thì bản bài tập 4.2 này người ta có vật cần đo của mình sẽ là chiều dài bàn học, chiều dài quyển sách, chiều dài ước lượng. Chiều dài ước lượng là gì các em? Giả sử là mình ước lượng là một găng tay thì khoảng 20 cm, hay là mình ước lượng là ngôi nhà, chiều dài của ngôi nhà mình là 20 bước chân. Đó, những cái đơn vị đó gọi là đơn vị ước lượng. Chọn dụng cụ đo chiều dài. Các em sẽ chọn dụng cụ gì? Thước đo hay là thước kẻ? Chiều dài của bàn học thì chúng ta sẽ chọn dụng cụ là thước đo. Còn chiều dài của quyển sách thì các em có thể chọn dụng cụ là thước kẻ. Giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo, lần 1, lần 2, lần 3 và L. Lần 1 là các em đo lần 1. Lần 2 là L2 là các em ghi lần 2. Lần 3 là L3, có nghĩa là các em đo lần 3. Và sau đó là L là giá trị trung bình của 3 lần đo đó. Và chúng ta tiến hành đo như thế nào? Bước 1 nè, các con ước lượng chiều dài của bàn học, chiều dài của quyển sách khoa học mình đang cần đo. Bước 2 là các con sẽ chọn dụng cụ đo thích hợp. Không thể nào cái bàn học mà các con dùng cây thước kẻ các con đo, đúng không nào? Chúng ta sẽ dùng cái thước dây hay là thước cụ để đo. Và chúng ta sẽ đặt thước đo theo chiều dài của vật. Vạch số 0 của thước ngang với một đầu của bàn học hay là quỹ sắt. Sau khi chúng ta đã đặt thước rồi thì chúng ta đặt mắt vuông góc với thước. Đọc giá trị chiều dài của bàn học. Quyển sách theo giá trị của vạch chia trên thước gần nhất với đầu kia của bàn học hay là quyển
sách. Sau đó chúng ta sẽ ghi kết quả đo vào trong bảng 4.2. Rồi bây giờ các con đo đi. Các con đo xong rồi các con nhớ ghi kết quả vào trong bảng bài tập cho cô nha. Khi chúng ta đã ghi kết quả vào bảng bài tập thì chúng ta sẽ ghi bài. Và các em nhớ là quy tắc để khi đo chiều dài của một vật bằng thước, ta cần lưu ý những điều sau đây. Bước 1, các em phải ước lượng chiều dài của vật cần đo. Bước 2, chọn thước đo thích hợp. Bước 3, đặt thước đo đúng cách. Bước 4, đặt mắt nhìn đúng cách. Đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vật chia trên quy định thước gần nhất với đầu kia của vật. Và bước 5, chúng ta ghi kết quả mỗi lần đo. Chữ số của cuối cùng của kết quả đo theo độ chia nhỏ nhất của thước. Các em ghi phần này vào tập cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành ha các em. Em hãy đo chiều dài của đoạn thẳng AB và CD trong hình 4.1 là cái hình đầu tiên mà khi cô trò mình mới vào bài đó. Từ kết quả đo em rút ra nhận xét gì? Như vậy sau khi mình đo thì mình thấy là AB bằng CD. Mà ban đầu mình ước lượng là CD nó ngắn hơn AB đúng không nào các em? Vậy các em hãy cho cô một cái ví dụ nào để chứng tỏ về chúng ta cảm nhận sai về kích thước của một vật nào. À, ví dụ là cô thấy là khi mà mình nhìn vô một cái miếng đất nào đó mà lúc mà người ta chưa xây nhà, với một cái những cái ngôi nhà đã xây kế bên, thì bao giờ chúng ta thấy là cái chiều dài của cái ngôi nhà chưa xây đó các em nó ngắn hơn cái nhà đã được xây. Nhưng mà thực tế là chiều dài của các ngôi miếng đất đó nó sao các em? À, nó dài bằng nhau hết. Đó là một cái ví dụ. Như vậy chúng ta có thể ước lượng sai về chiều dài nè. Ước lượng sai về chiều dài của những cái viên gạch. Ước lượng sai về những cái cột đèn ở trên đường. Các bạn thấy là khi mà những cái ngọn đèn người ta xây, người ta thiết kế thì chiều dài của những cái ngọn đèn đó bao giờ cũng sao các em? Cao bằng nhau. Nhưng mà khi tính ra từ nhìn xa thì chúng ta cảm giác là những cái ngôi cây đèn, cột đèn đó chiều dài của nó sẽ không bằng nhau. Đó là những cái ví dụ về ước lượng. Bây giờ em hãy mô tả cách đo và tiến hành đo chiều cao của người nhà em. Khi làm cái này thì các em phải ước lượng cho cô ha. Mình sẽ đo chiều cao của người nhà mình là bao nhiêu, và chọn thước đo cần phù hợp như là thước dây hoặc là thước cuộn, chứ em không thể nào dùng cây thước kẻ để đo. Và điều cần nhất là đặt thước đo đúng cách, đặt đầu số 0 sát mặt đất, căng dây thẳng theo phương góc với mặt đất, đặt mắt đúng cách, đọc và ghi kết quả đo vào bảng. Lưu ý cho cô một điều là người nhà của em cần phải đứng thẳng. Nếu mà đứng nghiêng, đứng xéo thì chúng ta có đo được không các em? Kết quả sẽ sai nha. Và sau đó các em sẽ ghi cái bảng kết quả vào bảng giống như là cái bảng 4.2 hồi nãy cô trò mình đã làm. Và bài tập này các em đi vô bảng cho cô. Và sau khi mà hết dịch thì cô sẽ vào cô kiểm tra các em nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau củng cố bài ha. Câu 1, để đo chiều dài của sân trường, loại thước thích hợp là A. Thước dây có giới hạn đo 2m và độ chia nhỏ nhất 1mm. B. Thước thẳng có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất là 1mm. C. Thước cuộn có giới hạn đo là 10m và độ chia nhỏ nhất là 1cm. D. Thước kẻ có giới hạn đo 30cm và độ chia nhỏ nhất là 1mm. Như vậy các em sẽ chọn đáp án là gì? Lưu ý đây là chúng ta đo sân trường nha. À, như vậy để đo sân trường thì chúng ta sẽ chọn thước cuộn có giới hạn đo là 10m và độ chia nhỏ nhất của nó là 1cm. Không thể nào mà lấy thước đo chiều dài của sân, chúng ta dùng thước dây, thước thẳng mà có giới hạn đo là 1m thì làm sao chúng ta đo đúng không các em?
Còn thước kẽ thì chúng ta không dùng đến rồi, thì giới hạn đo của nó chỉ là 30 cm thôi. Một thước thẳng có 101 vạch chia đều nhau, vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm. Thông tin đúng của thước là: A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là 100 cm và 1 cm. B. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là 101 cm và 1 cm. C. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là 100 cm và 1 mm. D. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là 101 cm và 1 mm. Các em sẽ chọn đáp án nào? Đáp án của mình sẽ là câu A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là 100 cm và 1 cm. Rồi bây giờ chúng ta nhớ ha, để đo chiều dài của một vật thì chúng ta cần nhớ là có đơn vị đo và dụng cụ đo. Thứ hai là cách đo chiều dài. Đơn vị đo của mình và dụng cụ đo thì đơn vị đo là mét và dụng cụ đo độ dài đó chính là thước. Cách đo chiều dài thì các em nhớ dùm cô chúng ta có 5 bước. Bước 1, ước lượng chiều dài của vật cần đo. Bước 2, chọn thước đo thích hợp. Bước 3, đặt thước đo đúng cách. Bước 4, đặt mắt nhìn đúng cách, đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia trên quy định thước gần nhất với đầu kia của vật. Và bước 5, ghi kết quả mỗi lần đo. Đó là phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta trong vòng 2 tiết đó. Như vậy là sau khi 2 tiết chúng ta đã vừa học xong thì các em nhớ giùm cô là mình về nhà mình phải học bài và các em phải đo chiều cao của người thân của mình. Sau đó các em ghi vào vở bài tập để sau khi mà hết dịch cô vào cô kiểm tra nha. Và các em chuẩn bị cho cô bài tiếp theo đo khối lượng. Cô xin chào các em. Chúc các em học tốt.